cây đa quả dốc gợi nhớ đến những hình ảnh quen thuộc của người dân đồng bằng Bắc Bộ trong các làng xóm. Những hình ảnh quen thuộc ấy sẽ được tái hiện qua tiết mục múa của các bé trường mầm non Bình Minh. Xin mời quý vị hãy thưởng thức tiết mục múa cây đa quả dốc của các bé đến từ trường mầm non Bình Minh. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Non Sông Cổng Phóc
qua phần thể hiện của các cô giáo trường mầm non Bình Minh. Xin cảm ơn tiết mục múa của các cô giáo trường mầm non Bình